Hello tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại video trên channel VT Episode. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại series soi đồ những ạc khủng tại server của công thành chiến.us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm. Thì hôm nay thì sau khi trận tống kim kết thúc thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một ạc rất là khủng. Ạc này hiện tại đã được lên một đẳng cấp, đó là Võ Lâm Minh Chủ, người chiến thắng cuối cùng của Đại hội Võ Lâm. Cao thủ cầm bóng đèn xanh rất là khủng mọi người ạ. Cao thủ top 2 tống kim luôn mọi người. Đây là tống kim lúc 23 giờ nha mọi người nha, rất là đông. Top 1 là Ngũ Độc, top 2 Cái Ba, top 3 Đường Môn, top 4 Ngũ Độc, top 5 Đường Môn, top 6 Thúy Yên, Quân Bảo như Ngũ Độc, Báo Đốm như Đường Môn, này Thiên Nhận, này Cái Bang. Và bây giờ chúng ta sẽ coi soi đồ của cao thủ thứ hai nha mọi người nha. Đi Luffy, 139 mạng BK, tử vong 18 lần và liên chạm 25, chỉ số rất là đẹp. Mang cái bóng đèn xanh nhìn rất là oai phong. Đi ngựa phiên vũ nữa, không còn gì để chê luôn mọi người ạ. Về vẻ bề ngoài là không có gì để chê luôn. Đó, và bây giờ chúng ta coi thử coi là phía bên trong có thật sự là chê hay là khen, chúng ta cùng xem thử nha. Thấy cái dòng Võ Lâm Minh Chủ là ớn ăn rồi mọi người ạ. Thế là ghê gớm rồi. Người chiến thắng của Đại hội Võ Lâm hàng ngày mọi người ạ. Vượt qua biết bao nhiêu cao thủ khác để được lên chức Võ Lâm Minh Chủ đó mọi người. Và bây giờ chúng ta cùng coi set đồ cao thủ này nha. 2, 4, 6, 7 món hoàng kim mọi người. 7 món hoàng kim, trong đó cái bóng màu xanh Định Khải Lục Ngọc Trượng, tốc 36 cộng 3 bằng sạc 94, chỉ số rất là đẹp, đạt mốc luôn, rất là đẹp mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi dây chuyền hệ kim xanh, sinh lực 158, sức mạnh 18, tất cả 20, nón xanh 25-40, sinh lực 193, áo Định Khải phục hồi 44, cái băng bổng pháp cộng 33, thắng băng 25, mắc binh đẹp. Đại lưng Định Khải 23, dài hệ thủy khắc hỏa 23 cho 40, sinh lực nội lực rất là cao luôn. Đưa giày đẹp mọi người, sinh khí 18, chỉ tiếc là mít một tí thôi, nhưng nói chung là giày đẹp. Ngựa phiên vũ hoàng kim khánh tất cả và sinh lực có tác dụng trên ngựa và dưới ngựa như nhau nha mọi người nha. Rồi ngọc bội hạn chế thời gian đồng cừu, thủ lý 25, chân họ nhẹ hỏa phòng đối phương hơn 11%, phi lâm tệ thiên, thời gian chúng độc, nhận định đồng cừu kỹ năng vốn có cộng 1 cấp, nhận định khái kỹ năng vốn có cộng 1 cấp, bao tay Định Khái 38 làm choáng, đã cầu bóng cộng 2, sinh lực 191. Như vậy cao thủ này mang trên mình một bộ Định Khái nha mọi người, một bộ của cái băng bồng rất là đẹp, chỉ số rất là mắc minh, chỉ thiếu một vài cái gì đó chưa mắc minh cho lắm thôi. Nói chung là một set đồ rất là ok, ổn áp, rất là đáng đồng tiền bát gạo tại server của Võ Lâm Hội, server công thành chiến.us, một server dành cho người đi làm, server không áp đặt thời gian, chủ yếu là BK là chính mọi người ạ. BK tống kim sang bốt trò chuyện, ông là kỷ niệm năm xưa thôi. Đó, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã được chiêm ngưỡng một cái bang rất là khủng nữa tại của công thành chiến trong US. Ngoài cái bang này còn rất là nhiều cái bang khác khủng, mình sẽ lên cho anh em xem nha. Những ạc bang ngoại này là hôm nay chuyển sang ngũ độc ghê không, mà đôi giày u lung là thấy ghê gớm rồi. Rồi như vậy thì hai cầu thủ này mặc dù bây giờ là cũng rất là khuya mà cũng đang nói chuyện với nhau, tâm sự đêm khuya với nhau mọi người ạ, gắn kết với nhau, tình cảm với nhau. Thì anh em nào muốn quay lại những thời khắc như thế này thì anh em truy cập vào trang web là công thành chiến.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm Zalo dưới đây nha mọi người nha. Rồi bye bye anh em, và hẹn anh em ở một video review soi đồ những ạc khủng tiếp theo. Nói chung là những ạc này cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi mọi người ạ, không phải là rẻ tiền gì đâu. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha, bye bye anh em nha. Em như bông hoa xinh giữa đời.